bất ngờ với công dụng chữa trị của nha đam và chanh. Thưa quý vị khán giả, theo các nghiên cứu cho thấy, trong nha đam có chứa rất nhiều enzyme có khả năng khám viêm, giảm đau và làm lành các tổn thương tại bú trĩ. Trong đó, chanh lại chứa rất nhiều chất chống oxy hóa và vitamin C, có khả năng làm tăng sức bền mạch máu ở hậu môn, giảm sưng ngứa do trĩ. Khi kết hợp hai nguyên liệu này với nhau, bài thuốc chữa trĩ sẽ được nhân công dụng lên gấp nhiều lần. Vậy bài thuốc này được thực hiện như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng Dr. Trĩ theo dõi video sau đây. Để thực hiện bài thuốc này, bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu như sau: một nhánh nha đam nhỏ, một nửa quả chanh. Cách thực hiện bài thuốc như sau: nha đam, bạn gọt sạch phần vỏ xanh bên ngoài, chỉ giữ lại phần gel trắng bên trong. Tiếp đến bạn cho phần gel vào máy xay sinh tố và xay nhuyễn. Vì lượng nguyên liệu sử dụng ít nên bạn hãy chọn loại cối nhỏ nhé. Xay nhuyễn xong, bạn đổ phần gel ra một bát con và vắt bỏ nước cốt chanh vào bát theo tỷ lệ 1:1. Dùng thìa hoặc đũa trộn đều hỗn hợp cho tới khi chúng sánh quyện. Cách sử dụng, bạn vệ sinh hậu môn sạch sẽ bằng nước ấm loãng, sau đó bôi trực tiếp hỗn hợp gel nha đam chanh lên vùng hậu môn và bịt lại bằng băng gạc. Thực hiện bôi gel này nhiều lần trong ngày, mỗi lần cách nhau 3 tiếng. Sau từ 5 đến 7 ngày bôi, bạn sẽ cảm nhận được hiệu quả điều trị của bài thuốc. Bài thuốc nha đam chanh là bài thuốc lưu truyền trong dân gian. Hiệu quả của thuốc còn tùy thuộc vào cơ địa hấp thụ của từng người. Vì vậy, nếu thấy bệnh tình không có gì chuyển biến sau 2 tuần sử dụng, bạn hãy ngay lập tức ngừng thuốc và gặp các chuyên gia trĩ để được tư vấn bài thuốc phù hợp hơn các bạn nhé. Đừng quên đăng ký kênh Dr. Trĩ để tìm hiểu thêm nhiều phương pháp chữa trĩ hiệu quả hơn nữa. Còn bây giờ, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video khác của chúng tôi.